2 giờ sáng ngày 24 tháng 4, mọi ngả đường tại London đều đổ về sân vận động Emirates để chứng kiến màn derby căng thẳng giữa Arsenal và Chelsea trong trận đấu bù vòng 29. Đội bóng nào cũng đều đang có mục tiêu của riêng mình và giàu khát khao đạt được mục tiêu đó. Đối với Arsenal, họ cần 3 điểm để gia tăng khoảng cách với Man City và Liverpool trong cuộc đua vô địch, đồng thời đẩy áp lực về phía hai đối thủ trên. Dẫu rằng xét trên tình hình hiện tại thì Arsenal vẫn đang thất thế trước Man City. Nhưng nếu họ nỗ lực giành hết 5 chiến thắng còn lại và chờ Man City sảy chân, chức vô địch khả năng cao sẽ về tay họ trong những vòng đấu cuối. Nhưng trước hết, Arsenal cần phải hoàn thành vế đầu tiên là giành hết các chiến thắng. Trong khi đó, Chelsea hiện vẫn đang ôm hy vọng vào top 7 để tìm kiếm một tấm vé tham dự Cúp châu Âu. Họ chỉ còn thiếu đúng 3 điểm để leo lên chiếm lấy vị trí của Man United bằng với khoảng cách của một trận đá bù. Thành bại của mùa giải đối với hai đội bóng Arsenal và Chelsea xem ra phụ thuộc rất lớn vào cuộc đối đầu giữa cả hai. Ngay sau đây, hãy cùng Figon đến với bài nhận định trước trận đấu. Nhưng trước đó, xin quý vị khán giả đừng quên để lại một like, một subscribe và nhớ bấm vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn khác trên kênh nhé. Sau khi bị Bayern Munich đánh bại ở tứ kết Champions League 2023-2024, huấn luyện viên Mikel Arteta khẳng định Arsenal sẽ dồn toàn lực vào mặt trận Premier League. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha thừa nhận rằng những trận đấu còn lại với pháo thủ tại Premier League đều là những trận chung kết và họ không được phép để mất điểm. Huyền thoại người Arsenal, Ian Gray thì khẳng định 3 trận đấu với Wolverhampton, Chelsea và Tottenham sẽ quyết định đến cơ hội vô địch của đội bóng thành London. Chỉ có giành 9 điểm trọn vẹn trong 3 trận đấu này mới giúp đội chủ sân Emirates tiếp tục nuôi hy vọng giành chức vô địch ngoại Anh sau 20 năm chờ đợi. Thực tế, Arsenal đã vượt qua thử thách đầu tiên mang tên Wolverhampton. Đó là một trận đấu thực sự khó khăn với đội bóng thành London. Đội chủ nhà đang bị tàn phá bởi chấn thương, nhưng pháo thủ không thể tạo ra một thế trận với nhiều cơ hội, thậm chí xuyên thủng lưới sau sai lầm của Jacob Kiwior. Rất may là João Gomes không thắng được David Raya trong tư thế đối mặt. Pha cứu thua đó tỏ ra quan trọng khi vào cuối hiệp 1, Leandro Trossa đưa đội khách vượt lên dẫn trước. Đây là pha lập công thứ 9 của cầu thủ người Bỉ ở ngoại Anh mùa này. Đây là thành tích tốt nhất của anh trong một mùa giải. Phải đến phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, người hâm mộ Arsenal mới có thể thở phào sau bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 của Martin Odegaard. Ngôi sao người Na Uy hiện đã trực tiếp tham gia vào 50 bàn thắng tại Premier League cho Arsenal. Kevin De Bruyne 60 và Bruno Fernandes 58 là những tiền vệ duy nhất trực tiếp tham gia nhiều hơn kể từ khi cầu thủ sinh năm 1998 ra mắt Premier League vào tháng 1 năm 2021. Theo thống kê, Arsenal đã giữ sạch lưới 6 trận gần nhất tại Premier League. Chỉ Chelsea vào tháng 12 năm 2008 và Manchester United vào tháng 2 năm 2009, cả hai đều 7 là có chuỗi trận giữ sạch lưới trên sân khách dài hơn trong lịch sử giải đấu. Quan trọng nhất, 3 điểm có được trước Wolves giúp Arsenal chặn đứng chuỗi 2 trận thất bại gần nhất, đồng thời vươn lên ngôi đầu bảng. Pháo thủ hiện hơn Man City 2 điểm nhưng đã nhiều hơn 1 trận. Họ bằng điểm Liverpool nhưng hơn về hiệu số sau khi The Com vừa chiến thắng 3-1 trước Fulham vào đêm qua. Sau trận thắng Wolves, Arsenal trở về sân nhà tiếp Chelsea trong trận đá bù vòng 29 ngoại Anh. Theo lịch ban đầu, trận đấu Arsenal với Chelsea sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 3. Tuy nhiên, với việc Chelsea đánh bại Leeds United 3-2 ở vòng 5 FA Cup, qua đó giành vé vào vòng tứ kết, thì cuộc đụng độ giữa The Blues và pháo thủ đã bị hoãn lại. Nhận định Arsenal với Chelsea nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà, pháo thủ cần phải giành 3 điểm để tiếp tục cuộc đua vô địch ngoại Anh mùa này. Arsenal đã để Chelsea cầm hòa 2 đều trên sân Stamford Bridge ở lượt đi. Nhưng ở trận đấu tại Emirates, pháo thủ giành chiến thắng 3-1. Tính ra, Arsenal đã thắng 4 trong 6 trận đối đầu gần đây với đội bóng cùng thành phố. Họ thắng 11 trong 13 trận gần đây ở Premier League. Trên sân nhà, Arsenal mới chỉ nhận 2 thất bại ở giải đấu cao nhất bóng đá Anh mùa này. Đó là những trận thua trước West Ham và mới nhất là Aston Villa. Tuy nhiên, tại Emirates, pháo thủ đã đánh bại cả Liverpool, Man City và MU. Bên kia chiến tuyến, Chelsea chính thức hết hy vọng danh hiệu ở mùa giải năm nay sau thất bại 0-1 trước Liverpool ở trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh vào cuối tháng 2. The Blues tiếp tục để thua 0-1 trước Man City ở trận bán kết FA Cup. Đó là trận đấu mà đội bóng thành London đã có nhiều cơ hội nhưng lại không thể tận dụng được. Riêng cá nhân Nicolas Jackson đã có nhất 3 cơ hội rõ ràng nhưng đều không thể ghi tên mình lên bảng tỷ số. Chelsea đã phải trả giá bởi pha lập công duy nhất của Bernardo Silva ở phút thứ 84. Sau khi dừng bước ở các giải đấu cúp,
Chelsea sẽ trở lại đấu trường ngoại Anh với mục tiêu là kết thúc mùa giải trong nhóm 7 đội dẫn đầu, qua đó có vé tham dự cúp châu mùa tới. Hiện Chelsea đang xếp ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng, kém vị trí thứ 7 của Man United với khoảng cách 3 điểm, nhưng đã ít hơn một trận. Cơ hội kết thúc mùa giải trong nhóm 7 đội dẫn đầu của thầy trò Pochettino là vẫn còn, nhưng với điều kiện là họ phải chơi tốt trong những vòng đấu còn lại. Chelsea có phong độ khá tốt gần đây. Trước khi thua Man City, họ có mạch 8 trận bất bại trên mọi đấu trường, trong đó có 5 chiến thắng và 3 trận hòa. Trong chuỗi trận này, đội chủ sân Stamford Bridge đánh bại Man United 4-3 và thắng 6-0 trước Everton. Nhưng đó đều là những trận đấu mà họ được thi đấu trên sân nhà. Sau đây là một số nhận định cá nhân của bình luận viên Figon về trận đấu giữa Arsenal với Chelsea. 1. Arsenal sẽ giành chiến thắng. Cả Arsenal và Chelsea đều còn mục tiêu ở ngoại Anh mùa này. Pháo thủ cần chiến thắng để đua vô địch với Man City và Liverpool, trong khi The Blues cũng cần điểm để hy vọng kết thúc mùa giải trong top 7, có đó trở lại đấu trường châu Âu mùa tới. Chelsea đã cầm hòa Arsenal trên sân nhà ở lượt đi, nhưng trận đấu tới họ sẽ phải làm khách. Arsenal chơi khá tốt trên sân nhà ở mùa giải năm nay. Họ sẽ gặp không ít khó khăn như trận đấu với Wolves, nhưng với quyết tâm cao độ, cùng đội hình với nhiều cầu thủ có thể tạo ra đột biến, có lý do để tin rằng đội chủ nhà sẽ vượt khó thành công. 2. Trận đấu sẽ có ít nhất 3 bàn. Hai trận đấu gần đây và 4 trên 5 trận gần nhất giữa hai đội đều có chung kịch bàn trên 3 lần lưới rung. Mức cường tài xỉu của nhà cái đưa ra cũng ủng hộ một trận đấu có nhiều bàn thắng. 3. Có ít hơn 5 quả phạt góc trong 45 phút đầu tiên. Arsenal không thường xuyên cày góc sớm trên sân nhà, trong khi Chelsea cũng chỉ cày góc sớm ở sân Stamford Bridge. Khi họ làm khách thì có xu hướng nhập cuộc khá thận trọng. Đây là trận đấu rất quan trọng với Arsenal. Họ muốn giành 3 điểm, nhưng chắc chắn không thể tấn công dồn dập để rồi dính bẫy phản công của đối thủ. Pháo thủ có lẽ kiểm soát bóng và chờ thời cơ. Vì vậy, hiệp 1 trận đấu này được dự đoán sẽ không có nhiều phạt góc. Về lực lượng, Tommy giả sử là cái tên duy nhất bên phía Arsenal đang dính chấn thương. Huấn luyện viên Arteta gần như sẽ giữ nguyên đội hình ra sân ở trận thắng Wolves. Chỉ có khả năng sẽ thực hiện một thay đổi nhỏ khi Kai Havertz sẽ đá cao nhất trên hàng công thay cho Gabriel Jesus. Bên phía Chelsea, họ có 7 cầu thủ không thể ra sân do chấn thương. Lần lượt là Wesley Fofana, Reece James, Romeo Lavia, Christopher Nkunku và Levi Colwill. Tuy nhiên, hầu hết đây là những trường hợp chấn thương dài hạn và The Blues đã quá quen với điều đó. Nhìn tổng thể, huấn luyện viên Pochettino vẫn có đầy đủ sự lựa chọn quan trọng cho trận cầu tâm điểm với Arsenal. Có lẽ điều cần thiết nhất lúc này của The Blues là mong các chân sút như Jackson, Madueke đừng phung phí cơ hội như những vòng đấu gần đây. Về thành tích đối đầu, Arsenal thắng Chelsea tới 4 trên 5 lần gặp nhau gần nhất và trận lượt đi mùa này khép lại với tỷ số hòa 2 đều. Lúc này phong độ của The Blues đang tốt hơn khi mới chỉ thua 1 trong 5 trận thi đấu gần nhất, còn Arsenal mới chỉ thắng 2 trong 5 trận đấu gần đây. Đội hình dự kiến, đứng trong khung gỗ của Arsenal vẫn là thủ môn David Raya. Bảo vệ phía trước anh là bộ tứ vệ Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães, Jakub Kiwior. Hàng tiền vệ sẽ có sự thay đổi so với trận đấu gần nhất với Wolves. Martin Odegaard, Jorginho và Declan Rice sẽ hợp thành bộ ba kiểm soát tuyến giữa, trong khi Bukayo Saka, Kai Havertz và Leandro Trossard sẽ là những mũi giáp công được tin tưởng. Bên phía Chelsea, thủ môn của họ là Petrovic. Các hậu vệ gồm Gusto, Chalobah, Silva, Cucurella. Bộ ba tiền vệ trung tâm sẽ bao gồm những bản hợp đồng đắt giá như Moise Caicedo, Enzo Fernandez và hàng cây nhà lá vườn Conor Gallagher, trong khi Cole Palmer đã hậu công hỗ trợ cho Madueke và Jackson ở phía trên. Cựu danh thủ Gary Neville, hiện đang là bình luận viên Sky Sports, nhận định rằng trận derby London sắp tới có khả năng kết thúc với tỷ số hòa. Tuy nhiên, Figon xin phép được dự đoán một kết quả có lợi cho Arsenal khi họ đang đặt quyết tâm cao độ trong cuộc đua vô địch. Hơn nữa, Chelsea vẫn cho thấy sự phù hợp khi đối đầu với các đội bóng lớn, thậm chí đá với đội tầm trung cũng chưa tạo ra cảm giác yên tâm. Hãy cùng chờ xem kết quả của trận đấu này sẽ như thế nào nhé.